Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm 20 trên 63 tỉnh thành về xếp hạng DTI, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Với nguồn lực hạn hẹp, Yên Bái chủ trương chuyển đổi số theo cách đầu tư có trọng tâm trọng điểm, trong đó ưu tiên cho các ngành lĩnh vực đã có sẵn dữ liệu đầu vào, dễ làm trước khó làm sau, trong đó ưu tiên xây dựng phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số phục vụ hoạt động của các cấp ủy chính quyền trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng internet, trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử, trung tâm điều hành đô thị thông minh và trung tâm giám sát an toàn an ninh không gian mạng của tỉnh để phục vụ kết nối liên thông xuyên suốt 4 cấp hành chính, xây dựng phát triển kinh tế số, xã hội số, củng cố đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 22 tuyến đường công trình cầu có tính kết nối vùng, liên vùng với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã và đang triển khai đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, như đường nối quốc lộ 32 và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường nối quốc lộ 37-32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến nối Nghĩa Lộ - Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Khánh Hòa - Văn Yên, đường kết nối Mường La - Sơn La, Than Uyên - Tân Uyên - Lai Châu, Mù Căng Chải - Văn Chấn - Văn Yên - Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm có tính chất kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, như đường nối tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các tuyến đường kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau khi hoàn thành sẽ nâng cao khả năng vận tải, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại giữa các khu vực trong tỉnh với đường cao tốc, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chính thức áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thủ tục hành chính điện tử nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ, mang lại hiệu quả thăm khám và điều trị tốt nhất cho người bệnh. Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái bắt đầu xây dựng triển khai các quy trình để thực hiện bệnh án điện tử. Để triển khai bệnh án điện tử, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ nhân lực, đồng thời nâng cấp toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư mới nhiều trang thiết bị như máy tính, máy in, webcam. Ngoài ra, cài đặt phần mềm hệ thống quản lý bệnh viện, hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm, hệ thống thông tin lưu trữ và thu nhận hình ảnh, phần mềm chữ ký điện tử cho bác sĩ và điều dưỡng, tích hợp chữ ký số cho người bệnh trên thẻ khám chữa bệnh thông minh, tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm chi tiết đến từng khoa phòng. Bệnh án điện tử là phiên bản số của hồ sơ bệnh án được ghi chép, hiển thị và lưu trữ bằng phương tiện điện tử, có cơ sở pháp lý và chức năng tương đương bệnh án giấy. Mọi thông tin sức khỏe của người bệnh, thông tin tiền sử của người bệnh khi đã đến điều trị tại bệnh viện đều được số hóa lưu trữ đầy đủ, góp phần rút ngắn thời gian khám và điều trị bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu đi du lịch thăm thân trên tuyến đường thủy Hồ Thác Bà tăng mạnh. Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra các điều kiện an toàn của các phương tiện đường thủy, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Dịp này, tại cảng Hương Lý, huyện Yên Bình, lượng hành khách có nhu cầu di chuyển trên các tàu thuyền để về quê hay đi tham quan ngắm cảnh trên hồ đông hơn những ngày thường. Theo đó, đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, nhắc nhở chủ phương tiện và hành khách đi trên tàu chấp hành các điều kiện an toàn. Chúng tôi cũng có đề xuất tăng cường thêm lực lượng như cảng vụ đường thủy khu vực 2 ở tại Hồ Thác Bà, cũng như là đội cảnh giao thông công an huyện Yên Bình để tăng cường hỗ trợ cho anh em tôi 4 ngày nghỉ của dịp lễ mùng 2 tháng 9. Qua cái công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng phát hiện ra một số bà con khách du lịch là không mặc áo phao, thì chúng tôi cũng nhắc nhở. Và một số phương tiện là chưa đăng kiểm lại, không đăng kiểm lại phương tiện thủy theo quy định. Thì anh em tôi là cái thứ nhất là cương quyết xử lý vi phạm trước khi để hành khách cũng như là chủ tàu thuyền đưa hành khách ra khỏi khu vực, khỏi bến. Không chỉ kiểm tra nhắc nhở, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cùng với lực lượng cảng vụ nội địa khu vực 2 và cảnh sát cơ động cũng tiến hành kiểm tra các điều kiện về an toàn đối với các tàu chở khách tuyến cố định cũng như các tàu chở khách du lịch trong những ngày này.
trong đó các chủ tàu cũng đã ý thức chấp hành các điều kiện về kiểm định tàu, có đầy đủ các giấy phép đối với thuyền trưởng, thủy thủ, thợ máy, đề nghị hành khách khi lên tàu phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn. Em thấy là mặc áo phao thì rất yên tâm, trẻ con, những bạn không biết bơi thì có thể... Cháu đang học bơi rồi chưa biết bơi, mà áo phao rất an toàn. Cảnh sát giao thông đường thủy thì cũng thường xuyên nhắc nhở các đội tàu về chạy về an toàn, coi như là đi lại, coi như ao phao cứu sinh phải đầy đủ cho hành khách. Đấy, coi như là nói chung là đội cảnh sát đường thủy thì coi thường xuyên nhắc nhở với anh em. Vào những dịp nghỉ lễ kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần kéo dài, lượng người đi du lịch thăm thân và lựa chọn Hồ Thác Bà là điểm nghỉ ngơi thường gia tăng. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy luôn phải đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, bởi hiện tại trên Hồ Thác Bà có trên dưới 35 phương tiện vận tải hành khách đường thủy hoạt động, trong đó gần 20 phương tiện chở khách tuyến cố định, còn lại là các tàu chuyên chở khách du lịch. Ngay trong ngày đầu ra quân, đội cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện vi phạm và lập biên bản 2 tàu chở khách đã hết hạn đăng kiểm và lỗi không kiểm định lại phương tiện thủy nội địa. Nhưng vì do nước hồ nó khan cạn, chưa kéo lên được, báo cáo các anh là chỗ về phía đăng kiểm giấy Việt Trì là các anh cũng đã thu giấy hết hạn mang về, nhưng mà cũng vì là do cái điều kiện bến để kéo lên chưa kịp mà thời thì thôi, tôi biết là có cái lỗi thì một ngày gần nhất thì tôi sẽ kéo lên. Hồ Thác Bà tuy nhiều đảo nhưng cũng có những vùng nước rộng lớn, đảo cách đảo đến vài km. Một số khu vực thường xuyên xuất hiện gió xoáy bất chợt trong mùa mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để hoạt động du lịch trên sông nước diễn ra an toàn, nhất là dịp nghỉ lễ khi lượng du khách tăng cao, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền đến người dân, các chủ tàu thuyền và hành khách về các quy định an toàn đường thủy để Hồ Thác Bà thực sự là một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, công trình cải tạo nâng cấp đường Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt đầu tư với số vốn 8,5 tỷ đồng. Công trình đã nhận được sự đồng thuận từ phía người dân tổ dân phố số 7 và 8 nên việc giải phóng mặt bằng thi công gặp nhiều thuận lợi. Ngay từ sáng sớm, vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Thủy tổ dân phố 7 đã chủ động tháo dỡ mái tôn của gia đình để trả lại hành lang, mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình. Là bí thư chi bộ tổ dân phố 7, bà Thủy cho biết sau khi nhận được sự chỉ đạo của thị trấn Cổ Phúc, bà đã xuống từng hộ để tuyên truyền chủ trương nâng cấp mở rộng đường Đầm Vối. Nhân dân đã rất phấn khởi, chủ động tháo dỡ mái che, tường rào cây xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công công trình. Nhà nước đang có cái chủ trương để nâng cấp đường Đầm Vối. Cái việc này nhận được sự đồng thuận của nhân dân rất cao và đặc biệt là nhân dân rất phấn khởi khi mà con đường được nâng cấp thì cái việc đi lại của nhân dân sẽ thuận lợi hơn, và đặc biệt là con đường này là con đường mà học sinh cấp 1 đi học ở đây rất là đông, cho nên là con đường được nâng cấp lên thì đã tạo điều kiện về an toàn giao thông cho các cháu. Nằm trong lộ trình xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Trong năm 2022, thị trấn Cổ Phúc được huyện Trấn Yên đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Đầm Vối với tổng chiều dài hơn 720m. Có tổng số 35 hộ dân liên quan phải giải phóng mặt bằng để chỉnh trang đường Đầm Vối. Theo đúng tinh thần quyết tâm, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể nhân dân với chủ trương nhà nước đầu tư tiền, nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, tài sản để mở rộng con đường này. Chúng tôi đã triển khai họp ban chấp hành đảng bộ và triển khai tổ chức hội nghị tới cấp ủy hai tổ dân phố 7 và tổ dân phố số 8 để mà thống nhất cái quan điểm chủ trương. Sau đó chúng tôi đã tổ chức họp 35 hộ dân có liên quan cần phải giải phóng về hành lang, vật kiến trúc. Từ đó tôi đã vận động tuyên truyền thành lập các cái tổ dân vận khéo xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân. Trong quá trình tổ chức tuyên truyền thì nhân dân cũng đã nắm được và đã đồng tình, các hộ đã đồng tình hiến đất, hiến tài sản nhân đất để giải phóng mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công. Tuyến đường được nâng cấp nền mặt đường, rãnh dọc, vỉa hè và một số hạng mục phụ trợ khác, bao gồm hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt. Sau khi hoàn thiện công trình sẽ góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo cảnh quan kiến trúc đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với chủ đề đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo, năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và chuẩn bị tổ chức ngày khai giảng vừa trang trọng ý nghĩa, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Đến thời điểm này, các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới với tinh thần tiết kiệm, tạo sự thoải mái, vui vẻ cho học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học 2022-2023, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình có 495 học sinh ở 17 lớp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn tất. Nhà trường đang tổ chức luyện tập nghi lễ và chương trình văn nghệ cho ngày khai giảng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh ngay từ những ngày đầu tựu trường. Trường tiểu trung học cơ sở xã Đại Đồng đang tổ chức cho học sinh tập luyện văn nghệ, nghi thức. Và đối với lại giáo viên thì đã hoàn thành cái kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục nhà trường để sẵn sàng cho năm học mới. Riêng về sách giáo khoa thì đến thời điểm hiện tại đã đảm bảo là 100% học sinh có sách giáo khoa. Còn để dự phòng thì nhà trường chúng tôi cũng đã bố trí kinh phí để mua sắm cho mỗi khối lớp 1, 2, 3, lớp 6, lớp 7. Mỗi khối là 10 bộ sách giáo khoa để cho học sinh mượn nếu như mà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, những ngày qua, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình đã tổ chức lao động vệ sinh trường lớp học, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khuôn viên nhà trường. Năm học này, nhà trường có 530 học sinh ở 15 lớp, trong đó có 86 học sinh lớp 1. Nhà trường đã xây dựng kịch bản tổ chức lễ khai giảng đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và an toàn. Trong năm học này thì nhà trường tiếp tục được phòng giáo dục tín nhiệm và trao nhiệm vụ là xây dựng trường điểm về trường hạnh phúc. Thế và chúng tôi về cơ bản cũng đã xây dựng được cái nội dung và rất mong là cũng là một cái trường điểm thực sự của huyện để các đơn vị trường có thể tới giao lưu để thực sự là một ngôi trường hạnh phúc để các em thấy thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Năm học 2022-2023, huyện Yên Bình có trên 26.400 học sinh theo học ở 840 nhóm lớp. Chuẩn bị đón năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tham mưu cho huyện đầu tư xây mới 5 công trình trường lớp học với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng, nâng tổng số phòng học kiên cố của huyện lên 95%. Chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trường đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng COVID-19 đúng quy định. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 và ngày khai giảng, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ. Thứ nhất là về công tác tuyển sinh thì các nhà trường đã làm tốt cái công tác tuyển sinh để huy động học sinh ra lớp để đảm bảo theo cái kế hoạch giao. Thứ hai là về cơ sở vật chất thì cũng chỉ đạo các nhà trường rà soát, cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất cũng như là cảnh quan môi trường nhà trường để đảm bảo đón học sinh ngày tựu trường cũng như là ngày khai giảng. Thứ ba là về đội ngũ thì cũng phòng giáo dục cũng tham mưu Ủy ban dân huyện sắp xếp điều động cũng như là xây dựng cái kế hoạch liên trường để điều động, sắp xếp giáo viên, đảm bảo dạy học ở các nhà trường. Đặc biệt là đối với môn tin học và môn tiếng Anh, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những ngày qua, các giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường học để chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, nhà trường có trên 1.370 học sinh ở 32 lớp, trong đó có 230 học sinh lớp 1. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào ngày khai giảng năm học mới, nhà trường đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1. Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 3, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Năm học này, nhà trường được đầu tư xây dựng 12 phòng học với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Để bước vào năm học mới thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị về tinh thần cũng như là chuẩn bị về các mọi hoạt động cũng như là công tác về chuẩn bị về cơ sở vật chất, cũng đã tham gia các buổi lao động để tạo chuẩn bị về cơ sở vật chất cho các con trường lớp thật khang trang để các con đón các con vào học với một tâm thế vui vẻ và thoải mái, và với cái sự chuẩn bị và cố gắng của các thầy cô để chào đón một năm học mới thì tôi hy vọng là năm học mới này cả thầy và trò sẽ phát huy được những cái thành tích đã đạt được cũng như là đạt được những cái thành tích tốt nhất trong năm học. Mặc dù là đang xây dựng như này, chúng tôi cũng chuẩn bị
tất cả mọi cái điều kiện, tâm thế tốt nhất để cho những ngày khai giảng năm học 2022-2023 được trang trọng và ý nghĩa nhất. Để chuẩn bị năm học mới, những ngày cuối tháng 8, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai họp chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thầy cô giáo. Trong đó, lãnh đạo nhà trường đã nhấn mạnh về sự thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với học sinh khối lớp 3 và lớp 7, phân công giáo viên giảng dạy ở các khối lớp theo chương trình này. Trước tình hình thực tế còn thiếu giáo viên, nhà trường đã phối hợp với công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền để giáo viên dạy tăng tiết so với định mức. Nhà trường cũng đã tổ chức phân công chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Thế và cũng như là buộc công tác bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là đối với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7. Chuẩn bị tốt các cái điều kiện, ví dụ như là cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị dạy học, đặc biệt là sách giáo khoa cho các em học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục đào tạo Yên Bái quyết tâm thực hiện thể chế, tăng cường phân cấp phân quyền trong quản lý, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị đối với nhà giáo và học sinh, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Năm học này, toàn tỉnh có 443 trường học với trên 227.000 học sinh, tăng 230 lớp, gần 1.500 học sinh so với năm học trước. Đến nay, các đơn vị trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp đủ phòng học, vệ sinh khuôn viên khang trang, thân thiện, sạch đẹp. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 214 phòng, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85,6%, đảm bảo cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Tuyển dụng được 529 giáo viên và biệt phái 15 giáo viên tiếng Anh cho hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu. 100% cơ sở giáo dục mầm non phổ thông được trang bị máy tính và kết nối mạng Internet, ứng dụng trong dạy và học. Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện cung ứng sách giáo khoa cho học sinh đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và kịp thời, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực quyên góp ủng hộ trên 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng trên 420 suất học bổng trị giá 70 triệu đồng cho học sinh nghèo mua sách vở, đồ dùng học tập. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này, các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho lễ khai giảng, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đảm bảo trang trọng, nhanh gọn và ý nghĩa, an toàn. Ngành đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành khung thời gian năm học, rồi ban hành chỉ thị, chủ tịch Ủy ban tỉnh ban hành chỉ thị thực hiện năm học và các cái hướng dẫn của về thực hiện của các ngành học bậc học, đồng thời là chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị như là công tác tuyển sinh, đón học sinh vào lớp, rồi các cái nhiệm vụ như là sắp xếp phân công đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, rồi chuẩn bị sách giáo khoa, cơ sở vật chất, tất cả các điều kiện để phục vụ cho năm học mới. Và có thể nói đến thời điểm này thì căn bản là các cái điều kiện ở các trường cũng đã sẵn sàng để đón năm học mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tất cả các trường đã chuẩn bị chu đáo cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo những đột phá, gặt hái thêm nhiều thành tích mới trong sự nghiệp chồng người. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.